Sáng ngày 6 tháng 6, Hội người cao tuổi thị trấn Tựa Chu tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2023 và 28 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam, mùng 10 tháng 5 năm 1995, mùng 10 tháng 5 năm 2023. Sơ kết Hội người cao tuổi 6 tháng đầu năm, biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam. Trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, người cao tuổi được Đảng và Nhà nước quan tâm. Chính phủ ra quyết định số 772 ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 6 tháng 6 là Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi Việt Nam, để động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, nhiệt huyết, giá trị tinh thần cho thế hệ kế tiếp. Trải qua các giai đoạn lịch sử, người cao tuổi nói chung và người cao tuổi thị trấn Chợ Chu nói riêng luôn nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, gương mẫu, hăng hái, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Hội người cao tuổi thị trấn đã phát huy vai trò thi đua, thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Hội người cao tuổi thị trấn đã tham mưu cho Ủy ban dân thị trấn tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 100 cụ từ 70 tuổi trở lên với tổng số tiền và quà tặng gần 40 triệu đồng. Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức khám mắt cho người cao tuổi được 347 cụ. Bên cạnh đó, người cao tuổi thị trấn thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, trong giai đoạn 2018-2023, nhiều cụ cao tuổi đã trực tiếp hoặc hướng dẫn con cháu tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nâng cao mức thu nhập cho gia đình. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân, Hội người cao tuổi thị trấn Chợ Chu đã khen thưởng cho 18 cá nhân người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018-2023, đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023.